Sau đây tôi sẽ nói về sự tan rã của xã hội nguyên thủy. Cuộc sống người tinh khôn. Cuộc sống người tinh khôn đã có phát triển nhưng vẫn không đủ vì họ đã dùng, vẫn đang dùng đồ bằng đá. Đến thế kỷ thứ tư trước công nguyên thì họ mới phát hiện ra kim loại. Kim loại họ có thể làm ra những đồ sắc bén, ví dụ như là thuyền này, nhà này, và khi đó họ thừa ra của cải và vật chất, dẫn đến có người giàu và có người nghèo, và xã hội nguyên thủy đã thay chỗ, đã thế chỗ cho xã hội có gia cấp. Bị thế chỗ bởi xã hội có gia cấp. Ok, thank you.